Vâng thưa quý vị, đúng như vậy, thắc mắc lớn nhất của tôi và dư luận xã hội đó là vai trò và sắc phục của các ngành chức năng, của lực lượng công an tỉnh Thái Bình hiện hữu như thế nào trong suốt một thập kỷ mà băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ một tay che trời. Rất nhiều lá đơn tố cáo được gửi đi và rất nhiều lời kêu cứu đã rơi vào bóng tối. Thậm chí phản hồi duy nhất cho những lời kêu cứu đó lại là những trận đòn giáng xuống người dân đến từ chính băng nhóm này. Và nhìn vào vụ án này, khán giả xem truyền hình lại liên tưởng tới bóng dáng và cốt truyện Sinh Tử, một series phim truyền hình chính luận với đề tài là chống tham nhũng thuộc top ăn khách vừa qua. Quan hệ thì cũng nhân vật Mai Hồng Vũ, ông chủ của tập đoàn Hồng Vũ, một chùm xã hội đen trong vài doanh nhân bất động sản, đã làm mưa làm gió, huynh đảo cả tỉnh Việt Thanh nhờ vào những mối liên hệ lợi ích mật thiết với các quan chức của tỉnh. Và nhờ sự chống lưng của cả lực lượng công an và kiểm soát mà đại ca Mai Hồng Vũ đã ngang nhiên gây sức ép tới người dân và doanh nghiệp, cưỡng đoạt tài sản, thâu tóm đất dự án, thậm chí là giết người để đạt được mục đích của mình. Quay trở lại với vụ án Đường Dương, có hay không một câu chuyện sinh tử với những hoạt động bảo kê chống lưng cho các đại gia bất động sản này? Củi đang được tiếp tục bỏ vào lò và những quyền lực đen đang dần dần lộ sáng. Tuy nhiên, điều cần khẳng định là dù cái đích của chuyên án đặc biệt này sâu đến đâu, thì điều hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy đó là trách nhiệm trong bỏ lọt tội phạm là điều không cần phải bàn cãi. Đây là những gì còn lại của một doanh nghiệp đã có gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chế biến gỗ. Vào ngày 3 tháng 10 năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Nhàn, khi ấy là quản lý nhân sự tại công ty Lâm Quyết, đã chứng kiến vụ việc hàng chục đối tượng côn đồ kéo đến, chiếm giữ chỗ ở, đe dọa, gây thô sát với nhiều người tại đây. Nguyên nhân là do chủ của công ty Lâm Quyết có vay của đối tượng Nguyễn Xuân Đường một số tiền, nhưng sau đó có trục trặc trong giấy tờ lúc vay dẫn đến mâu thuẫn. Thay vì nhờ cơ quan pháp luật can thiệp, đối tượng đã đến đây đe dọa xiết nợ và chỉ rời đi vào ngày 19 tháng 10 khi công an Thái Bình mời các bên liên quan đến làm việc. Toàn bộ tài sản của công ty Lâm Quyết cũng theo chân đối tượng này ra đi. Chúng tôi đã lên công an lấy lời khai và anh Lâm đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến công an thành phố. Mà chúng tôi bức xúc là không có một cái dấu hiệu gì. Các anh ấy là phải xuống xác minh xưởng mà cũng không thấy xác minh xưởng. Đơn tố giác rồi là và tố cáo tội phạm đã được người bị hại gửi thông qua đường bưu điện đến các cơ quan chức năng của tỉnh, của thành phố. Nhưng suốt hàng năm trời vẫn không có bất kỳ một trả lời hay một quyết định cụ thể nào về việc xử lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Trong một diễn biến khác, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, mới đây, công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm vào ngày 18 tháng 11 năm 2014, một người dân bị thương tật vĩnh viễn 15%. Đối tượng hành hung bị nạn nhân tố giác là Nguyễn Xuân Đường. Điều lạ lùng ở chỗ, một vụ án xảy ra ngay tại trụ sở công an phường khiến người bị hại thương tật vĩnh viễn 15% lại không xác định được bị can và chỉ được phục hồi điều tra khi nghi can bị bắt giữ trong một vụ án khác sau 5 năm. Thưa quý vị, không chỉ đứng trên pháp luật để xử lý con nợ, vợ chồng Đường Dương còn tự hào khoe trên mạng xã hội những chiến tích hàng loạt phi vụ chúng đấu giá đất. Cái cách mà công ty bất động sản Đường Dương thắng thầu để lại một cơn ác mộng kinh hoàng cho người dân và chính quyền nơi đây. Nhiều năm qua thì công ty Đường Nhuệ đã thâu tóm nhiều dự án bất động sản có vị trí đẹp nằm ở trung tâm huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình. Và gần nhất thì vào hồi tháng 3, vợ chồng Đường Dương đấu thầu 46 lô đất tại huyện Kiến Sương. Mặc dù có tới 700 hồ sơ xin đăng ký đấu giá, nhưng công ty này đã trúng tới 30 lô. Liên quan đến hoạt động đấu thầu của công ty bất động sản Đường Dương và căn cứ vào kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại khoản 1, điều 356 Bộ luật hình sự. 4 người bị bắt tạm giam gồm Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, lần lượt là giám đốc và đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. 2 người còn lại là Trịnh Minh Thúy, Hà Văn Dũng, lần lượt là trưởng phòng và nhân viên của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên tỉnh Thái Bình. Vâng, mang cả trăm đàn em xăm trổ lập chốt trong ngày đấu giá, ép người trúng lô đất phải xin nhượng lại. Câu chuyện kinh doanh của công ty hay ổ nhóm xã hội đen Đường Dương
đã dấy lên một sự phẫn nộ của người dân khi mà pháp luật bị giẫm đạp, lẽ phải bị coi thường. Và điều mà dư luận mong đợi không phải chỉ là những cán bộ cấp thấp vừa bị bắt, mà phải là những bàn tay đen, cổ côn trắng đã bật đèn xanh cho doanh nghiệp tội phạm đường dương kiếm bạc tỷ trên quyền lợi của nhà nước và người dân. Trong vụ án đường dương, có một hành vi phạm tội gây phẫn nộ trong dư luận đang được điều tra là việc ăn chặn tiền hỏa táng. Một báo động về sự tha hóa nghiêm trọng của đạo đức xã hội, nó thể hiện lòng tham, sự vô tình và ác độc đối với người đã khuất. Theo những thông tin ban đầu, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ hỏa táng, nhưng phải thực hiện một quy định bất thành văn là hàng tháng đóng tiền cho nhóm của đường nhuệ. Số tiền này được tính dựa trên mỗi đầu ca hỏa táng. Sau mỗi ca, 500.000 đồng là số tiền họ phải nộp cho ổ nhóm bảo kê hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Biết là vô lý, nhưng vì lo sợ không được yên ổn làm ăn, nên hàng chục đơn vị làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn đều thực hiện việc nộp tiền. Điều đáng lên án là, dù danh nghĩa là tiền tự nguyện nộp để từ thiện, nhưng nếu đơn vị nào không thực hiện việc báo ca, tự ý đi hỏa táng, thì lập tức sẽ bị nhóm côn đồ chặn xe, đe dọa, hoặc phạt số tiền lên đến vài triệu đồng, thậm chí có thể không được tiếp tục làm ăn. Vợ chồng đường nhuệ là phạm tội có tổ chức, và cái việc phạm tội của họ đó kéo ra một khoảng thời gian rất dài. Tức là không chỉ phạm một tội một vài lần được thôi, mà cái xu hướng của nó là phạm tội lâu dài bền vững. Nên dứt khoát thì nó phải có sự liên kết với cơ quan nhà nước, và cụ thể là cơ quan điều tra đã chứng minh có mối liên quan của một số cán bộ của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường liên quan đến việc đấu giá đấu thầu, nó hoàn toàn có cái tính chất bất thường. Tôi cho rằng nếu không có sự chống lưng, không có sự hà hơi tiếp sức của các người có trách nhiệm ở nơi đây, thì tôi cho rằng công ty đường dương không thể nào tồn tại như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi đã làm thì chúng ta phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho nó rõ để tách bạch ra những ai là chống lưng, những ai có trách nhiệm với công ty đường dương và những ai không có, làm để làm sáng tỏ vụ việc. Cũng liên quan đến vụ án này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Xuân Đường. Vâng, có một tình tiết đáng chú ý là vào thời điểm triệt phá vụ án đường dương thì Công an tỉnh Thái Bình mới có giám đốc mới, và người đứng đầu Công an tỉnh vừa được bổ nhiệm cách đây 5 tháng. Ngay lập tức đã tạo ra một sự chuyển động mạnh mẽ trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn. Ánh sáng đã hắt lên ở cuối đường hầm, tội phạm có thế lực dù lớn đến đâu cũng có ngày bị phanh phui. Công lý phải được lập lại với sự hưởng ứng đồng tình của người dân. Công an tỉnh Thái Bình đang nỗ lực đấu tranh, triệt phá tội phạm, làm rõ những hành vi tha hóa bắt tay với tội phạm xâm hại tới quyền và lợi ích của nhà nước và người dân. Chắc chắn là những kẻ phạm tội hay tạo điều kiện cho tội phạm sẽ bị trừng phạt. Như Mai Hồng Vũ, như Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Việt Thanh trong bộ phim Sinh tử mà chúng tôi đã đề cập tới ở phần đầu chương trình. Vâng, và sau những ngày mưa phùn thì mảnh đất Thái Bình, dù trong nắng trong mưa, lúa vẫn lên xanh tốt. Dù trong bom trong đạn, đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.